cả được. Rồi rồi, xong rồi bác Minh lên, em lên. Bà ông Hoàng Quang Lịch, thế đó. Vỗ tay. Rồi. Xin mời thầy Lê Ngọc Minh và ông Hoàng Văn Lịch lên trao bằng khen cho trợ lý huấn luyện viên Phùng Văn Việt. Thôi thôi thôi, tất cả lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đó. Bác anh này rút luôn ạ. Đây đây, tên cháu nào luôn. Bác đọc tên à? Song.